Xin chào mọi người, tiếp tục diễn biến bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Thạch Hạo đã đập cho thiên tài của Yêu Long Đạo Môn một trận no đòn và tiễn hắn ta xuống đất làm bạn với Jun. Yêu Dịch chính là nhân tài kiệt xuất của tộc bọn họ, sau này tiền đồ vô lượng mà Yêu Long Đạo Môn cũng sẽ cuột khởi ngày càng mạnh. Bây giờ niềm hy vọng đã bị dập tắt, truyền thừa bị cắt đứt, khó mà vực dậy. Đây chính là kết cục của những kẻ luôn luôn khinh thường những tộc nhân tội huyết nhỏ yếu. Thạch Hạo tiến hành lục lọi ký ức của Yêu Dịch và phát hiện hắn ta từng trò chuyện với cường giả của Minh Thổ. Vừa vặn Thạch Hạo cũng muốn tìm đám người Minh Thổ để tính toán sổ sách. Nhưng trước khi làm chuyện đó thì cậu vẫn còn việc quan trọng hơn, đó là ăn uống một trận no nề. Vừa tắm suối nước nóng vừa húp canh, cảm giác này cũng quá thoải mái rồi. Tuy cái bụng của Thạch Hạo không quá lớn nhưng lại có thể ăn hết một cái nồi còn to hơn cả cơ thể. Sau khi đã đánh chén no nề, sức khỏe cũng khôi phục đến trạng thái tốt nhất, thì Thạch Hạo cũng bắt đầu đi tìm kiếm tên đệ tử của Minh Thổ. Lúc này tên thiên tài Minh Thổ đang truy sát một cô gái. Cô gái này chính là Hồng Hoàng, ngày trước ở hạ giới đã cùng nhau đồng hành với Thạch Hạo và khá thân mật với nhau. Làn khói đang truy đuổi phía sau chính là kẻ đang truy đuổi. Nhìn thấy bằng hữu đang nguy cấp, Thạch Hạo không thể không ra mặt. Cậu ngưng tụ ra một thanh ảnh khổng lồ chặn đường, vẫy tay bạo phát sức mạnh xua đuổi làn khói tan biến, để lộ ra một con rùa siêu to khổng lồ. Thấy có người chặn đường, hắn ta lên tiếng giải thích rằng Hồng Hoàng đã trộm đi linh thảo của bọn họ, cần phải chảm diệt. Kẻ nào bao che thì cùng gánh tội, Hồng Hoàng lên tiếng phủ nhận. Thạch Hạo cũng bày tỏ suy nghĩ tin tưởng nàng ta. Bọn họ đã cùng nhau đồng hành ở hạ giới, lại cùng nhau trải qua nguy hiểm ở thái cổ bảo giới. Cậu hoàn toàn biết nhân phẩm cô gái này như thế nào, sao có thể làm chuyện ăn trộm linh thảo được. Hồng Hoàng nghe vậy cũng bắt đầu suy nghĩ lại, nàng có quen một người thanh niên như lời mô tả, nhưng mà tiểu tử đó đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Giờ Thạch Hạo lại xuất hiện lù lù ngay trước mặt, nghĩ rằng hồn ma của cậu hiện về nên Hồng Hoàng lập tức hoảng sợ la hét lớn. Thạch Hạo phải biến trở lại bộ dạng thường ngày rồi giải thích, cô từng gặp con quỷ nào vừa bảnh trai vừa ấm áp thế này hay không. Hành động vô tư nói chuyện của hai người khiến cho con rùa tức giận. Đây chính là đang ngó lơ thần linh Minh Thổ. Hắn há miệng phóng ra công kích, Thạch Hạo vội đưa theo Hồng Hoàng tránh né. Nàng ta vẫn không tin tưởng vào lời giải thích của Thạch Hạo nên vội vàng tránh né ra xa. Còn suy luận rằng cậu bây giờ chính là thi thể thông linh, đã là một thành viên của Minh Thổ rồi. Cùng với con rùa đang lừa gạt về bắt mình, Thạch Hạo nghe xong cũng trêu đùa. Sức tưởng tượng của cô gái này đúng là quá giỏi rồi. Nếu dùng khả năng tưởng tượng này để sáng tạo công pháp thì sớm đã đánh tan được kẻ địch rồi. Đến đây thì nàng ta cũng tin người trước mặt là Thạch Hạo từng quen ở hạ giới. Con rùa cũng xác minh được Thạch Hạo là kẻ địch, nó há miệng phóng ra vài luồng công kích. Thạch Hạo sử dụng thần thông xúc địa thành thốn để tránh né. Hồng Hoàng lên tiếng giải thích nguyên nhân, bọn chúng đã cướp một gốc thánh dược của nàng, còn la làng và truy sát. Thạch Hạo bày tỏ ý định giúp đỡ nàng ta giải quyết phiền phức, lát nữa còn mời nàng ta ăn một bữa thịt rùa coi như là tiệc gặp mặt sau nhiều năm. Cậu lao lên tặng cho con rùa một đấm vào mặt, rồi lại cầm đuôi quăng quật cho nó túi bụi. Kế tiếp là sáng một luồng kình lực đánh cho con rùa rơi xuống đất nằm ngã ngửa. Màn đánh đấm quá hung tàn, con rùa hoàn toàn không có sức phản kháng. Tưởng rằng đã bị đánh về đất mẹ rồi, ai ngờ tên này vẫn còn sống cực kỳ dai. Thấy người của mình bị ăn đòn, vài tên cường giả của Minh Thổ lập tức có mặt hỗ trợ. Hình dạng của bọn họ đều là các loài động vật biến dị, nào là bạch tuộc khổng lồ, voi bốn sừng và một con sói ba đầu. Sói ba đầu chính là tên cầm đầu. Hắn ta bạo phát ra một luồng khói màu xanh, luồng khói này có khả năng ăn mòn cực kỳ khủng khiếp. Còn ăn mòn được cả hư không, bị dính vào người là xác định nhận kết quả thê thảm. Thấy không làm gì được tiểu tử đáng hận này, bốn tên cường giả Minh Thổ bắt đầu hợp sức, tạo ra trận pháp kết giới bao bọc xung quanh, chặn hết đường thoát thần. Tưởng bao vây được Thạch Hạo là xong, nhưng bọn chúng đã nhầm to rồi. Dù cho đám người này có dùng chiêu gì để tấn công thì cũng không làm gì được nam chính, thậm chí còn bị cậu đánh một trận sấp mặt. Sau đó lấy ra trường kích phóng về phía cây cờ, nó chính là mắt trận. Phá hủy mắt trận liền khiến cho trận pháp phá hủy. Ban nãy để bọn chúng tấn công, giờ sẽ đến lượt Thạch Hạo phản công lại. Cậu lấy ra thanh kiếm, chém ra một luồng kiếm khí tiêu diệt con voi khổng lồ. Bạch tuộc thấy vậy, vội vàng lao lên dùng xúc tu quật về phía Thạch Hạo. Cậu ta nhanh chân tránh né, phản công đâm một trường kích xuyên đầu bạch tuộc. Thấy đối thủ quá mạnh, sói ba đầu hoảng sợ. Hắn lập tức ném con rùa về phía Thạch Hạo nhằm giúp cậu thêm một chút thời gian để bỏ chạy.
Thạch Hạo dùng một đấm tiễn con rùa về đất mẹ, sau đó dùng trường kích xé mở một cánh cổng không gian, đi tới trước mặt con sói ba đầu. Đối mặt với cái chết, tên này quá sợ hãi. Hắn ta bắt đầu sử dụng giọng điệu thương lượng. Hắn đồng ý tặng tất cả cơ duyên ở đây cho cậu, chỉ mong cậu hạ thủ lưu tình. Thạch Hạo từ chối, sau khi chạm hắn thì cơ duyên cũng thuộc về mình rồi. Hắn ta thế vậy lập tức uy hiếp. Nếu chạm hắn thì Hắc Ám Tử Thần Đại Nhân chắc chắn sẽ tự tay đến lấy mạng cậu. Thạch Hạo lao lên tấn công, trên miệng cũng không quên thách thức rằng mình sẽ chờ tên đại nhân của hắn đến. Chỉ với một lần vung chiêu, sói ba đầu đã bị chặt cổ. Trước khi lìa đời, hắn ta vẫn kịp truyền hình ảnh Thạch Hạo về cho Hắc Ám Tử Thần. Thạch Hạo thu lấy cơ duyên của tên này, sau đó đưa trả lại gốc thánh dược cho Hồng Hoàng. Thạch Hạo ở một bên nướng thịt con bạch tuộc khổng lồ, Hồng Hoàng thì ở bên cạnh giải thích về tên Hắc Ám Tử Thần. Hắn ta có nguồn gốc là một bộ cổ thi cực kỳ lâu đời, trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà vẫn không bị phá hủy. Có thể nói rằng là trường tồn với thời gian. Vài ngày trước đã sinh ra linh trí, sở hữu không ít thần thông trời sinh. Điều này cũng đồng nghĩa rằng tên đó trước khi chết cũng là một nhân vật tầm cỡ. Nhưng mà Thạch Hạo lại không lo lắng. Nếu đã từng chết, bản chất vẫn là con người, chưa siêu thoát, sẽ luôn có cách để đối phó. Cuối cùng thì món thịt bạch tuộc cũng nướng xong. Tuy nhiên trên người tên này lại có khí tức quá thối, căn bản không thể ăn được. Thế là Thạch Hạo đã mất công nướng cả buổi mà không ăn được gì. Đột nhiên vào lúc này, một thứ gì đó tỏa ra ánh sáng xuất hiện. Nhìn thì giống như đang ở gần, nhưng thực chất khoảng cách đến chỗ ánh sáng đó lại cực kỳ xa vời. Rất nhiều cường giả đều phát hiện ra động tĩnh này. Hồng Hoàng không biết nó là cái gì, nhưng nàng ta lại biết ở gần đây có một cái vườn thuốc, có thể thứ đó xuất phát từ vườn thuốc. Thạch Hạo lập tức muốn đến xem thử. Vừa mới đến nơi, Hồng Hoàng đã vô tình dẫm phải cạm bẫy. Một thanh kiếm sắc bén bất ngờ bay đến tấn công. May mà Thạch Hạo phát hiện kịp thời nên vớt lại được cái mạng nhỏ của nàng ta. Một kích vừa rồi có thể đánh đổ một ngọn núi, sức mạnh đó e rằng thiên thần bị trúng đòn cũng khó mà sống sót. Xem ra lần này Thạch Hạo phải tốn công sức rồi. Sau khi thăm dò, Thạch Hạo phát hiện trước mặt có một cái pháp trận ẩn thân, rất nhiều cạm bẫy được bố trí. Quy mô lớn thế này e rằng cường giả thiên thần cũng không tới được. Tuy nhiên Thạch Hạo lại có cách ứng phó. Rốt cuộc Thạch Hạo định làm chuyện gì? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem nhé! Tập phim tới đây là khép lại. Video của mình cũng xin dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!